Chào toàn thể các bác nhé, cùng toàn thể anh em đam mê câu cá. Hôm nay là ngày 13 tháng 4. Em lên video hôm nay là có 17 con máy. Thế bác nào chốt con nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285 nhé. Hoặc là có thể kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Và giá em báo hôm nay em bán là em báo ship nhé. Đấy. Video hôm nay là em sẽ bao ship cho các bác. Rồi các bác đến em gửi hàng đến các bác chỉ việc kiểm tra hàng ok thì thanh toán, không phải trả phí ship, không phải cộng thêm phí ship nữa. Sau đây em sẽ rồi các bác bỏ chút thời gian đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em nhé. Em cũng chân thành cảm ơn các bác. Thời gian gần đây em cũng bận bận một số việc nên là cũng ít lên được. Máy với em đợt này em không lấy về nhiều lắm. Sau đây em sẽ lên lên lần lượt từng con. Bác nào chốt con nào thì liên hệ với em qua số điện thoại ấy. Đây là mã số 1. Cái mã số 1 lần trước em lên cái mã này rồi nhưng mà không bác nào chốt này. Con này là một con Korea size 2000. Hoạt động thì êm mượt. Hoạt động ngon lành nhé. Con này size 2000 nhé. Con này là Niken 0070 này. Cước 0.22 vào 130 m, cước 0.28 vào 100 m, cước 0.30 vào 80 m. Cái size khoảng 2000. Đây là con máy dạng máy cổ nhé. Nó chả biết tên là gì, Sích cơ pia gì đây. 2001. Con này ratio 3.1. Cái gạt cước của nó như nguyên bản là nó như thế này quá nhé. Gạt cước nguyên bản của nó như này, hoạt động thì vẫn ok. Nhưng con này mất cái lưỡi gà rồi. Con này câu kéo câu linh tinh cá nhỏ là vẫn câu bình thường. Đấy, hoạt động ngon lành. Con này chết tay trái, không đổi sang tay phải. Đấy, cái núm này của nó là giả thôi, không không vặn được ra. Thân nhôm khối carbon, mã 1, 150k hai máy. 150k hai máy này là em bao ship rồi nhé. Tiếp theo là mã 2. Mã 2 ở đây có con Sitat EX40. Con này size thực 4000. Cước 0.30 vào 180 m này, cước 0.35 vào 130 m, cước 0.40 vào được. Đây nó ghi số cước đây, cước số 4 vào 180 m này, số 5 vào 130 m, số 6 vào 100 m. Con này size thực tầm 4000, hơn 4000 tí. Hoạt động ngon lành, đuôi chuột cốt cối đây, cốt cối này, đi gà kêu ok, gạt cước ok này. Sitat 4000, con này hàng của Korea nhé. Thân nhôm khối carbon, nó mất cái nắp chụp ở đây các bác nhé. Đấy, nó có cái nắp chụp ở đây này, nắp nhựa chụp ở đây nhưng mà nó mất rồi. Nó trượt cùng bết mỡ hay sao, chắc là nó bết mỡ cái cá ở trong đấy. Bác nào lấy con này thì mai em sẽ tháo ra em chỉnh lại cái cá, nó bết cái cá thôi chứ không ảnh hưởng gì đâu. Thế là nó bết mỡ cái cá. Con này tay quay vặn này. Đấy, tay quay vặn, đổi tay trái phải bình thường. Đấy, hoạt động ok. Hai chiều rồi.
nó bết mỡ cái nó cái lò xo nó không nhảy, hoa em tháo ra em chỉnh lại. Đấy, hoạt động ok, cối siết ok. Con này mã số 2, 230k, bao ship. Tiếp theo là mã 3. Mã 3 này có con Diamond Tucker 1. Con này ratio 4.7. Cước 2 vào 200 m, cước 3 vào 130 m. Con này size thực tầm 2.500. Máy carbon, thân carbon, cối carbon, tay quay kim loại này. Tay quay nó hơi xấu xấu thì không ảnh hưởng gì cả. Diamond, dòng Diamond này thì các bác nào chơi, các bác nào quen máy thì không lạ gì dòng Diamond cả. Cái con này sản xuất tại Korea đấy. Đấy, con này sản xuất tại Hàn Quốc này. Hoạt động ok, êm mượt. Ratio 4.7. Con này mã số 3, 150k. Tiếp theo là mã 4. Mã 4 đều có con Olympic Challenger VX 1800. Con này full kim loại này. Cái ốp này của nó, cái ốp nhựa này. Cái này nó là cái ốp nhựa các bạn ơi. Nó ốp bên ngoài thân máy. Hoạt động ngon lành. Con này ratio 3.8. Con này cước 4 vào được 290 m, cước 5 vào được 230 m, con này size thực tầm được 6.000. Olympic. Cái tay quay còn rất là đẹp này, chỗ này nó cũng còn rất sáng nhé. Và cước ok. Nó mất cái nhựa ở chỗ này này. Bình thường những con máy đời cũ này nó có hay có cái nhựa ở đây, cái này mất cái nhựa ở đây rồi. Máy có chày xước sơn này, chóc sơn này. Đấy, chóc sơn. Chai 6.000, con này 300k, bao ship. Mã số 4. Tiếp theo là mã 5. Mã 5 là con Shimano Z3. Con này size thực 5.000, cước 5 vào 160 m. Con này chết tay phải này, không đổi được tay. Cối mất lưỡi gà ấy. Lưỡi gà không kêu rồi. Siết cứng này. Lưỡi gà không kêu. Con này sản xuất tại Hàn Quốc. Thân nhôm cối carbon, chết tay phải. Ratio 3.8. Con này ratio 3.4. 80k. Theo là mã 6. Mã 6 là một con nó có một con Daiwa. Daiwa Spinter Max. Daiwa Spinter Max ST600B. Con này size thực 1.000. Cước 1.5 vào được 130 m, cước 2 vào được 100 m, cước 3 vào được 65 m, size thực 1.000. Đấy, hoạt động êm mượt. Con này bác nào câu tôm, câu tép vớ vẩn này, câu cá nhỏ này. Đấy, ok. Con này hàng made in Japan này. Tay quay kim loại. Cối carbon. Hoạt động êm mượt. 160k, mã số 6.
số 7. Mã 7 đây có con Daiwa Regal X 2000T. Đấy, máy còn tương đối đẹp này. Đấy, tay quay kim loại này, tay quay gập kiểu này. Đấy, tay quay ok này, tay quay đẹp. Hoạt động êm mượt. Lưỡi gà kêu rồi. Con này hàng made in Thái Lan. Côn số à. Đấy, côn số. Lưỡi gà kêu rang rang này. Gạt, gạt cước ok. Con này ratio 4.8. Cước số 2 vào 150m, cước 3 vào 100m, con này size 2000. Tay quay kim loại, inox. Mã số 7, 230k. Mã 8. Mã 8 có con Biomaster GT3000. Con này size thực của nó 4000. Cước 4 vào 150m. Cước 3 vào 200m, con này size thực 4000. Con này chạy trục đôi nhộng đũa. Két két này nó kêu ở cái tay quay của nó. Mùi. Máy còn tương đối không xấu, không lỗi xấu. Này ratio của nó 4.7. Cối kim loại. Biomaster. Con này chạy ba lạc đạn. Ba bát bearing. Hàng made in Japan. Con này mã số 8, 320k. Giá này em bao ship rồi các bác nhé. Mã 9. Mã 9 đây có một con máy hàng made in Việt Nam. Nhưng mà trên thân máy thì nó chẳng in cái, nó chả có cái tên gì cả. Chả biết là phải hàng của Daiwa không, nhưng mà trên cái thân thì nó không phải là, nó không in chữ. Máy thì có chảy xước nhiều. Cái cối này không không phải cối của nó đâu anh. Lúc em lấy về là nó, con này nó bị mất cái cối. Cái này em cho cối của một con máy của Hàn Quốc sang này. Còn size nó tầm khoảng độ 3000. Cối này thì size nó tầm khoảng 3000. Con này có ABS này. Đấy. Con này không nhầm, em nếu em không nhầm thì nó là hàng của Daiwa. Nhưng mà nó tại nó mất cối rồi nên là em không thấy nó in chữ ở đây. Không có in chữ gì ở đây cả. Nó chỉ có mỗi chữ made in Việt Nam đây này. ABS này. Size thực tầm 3000. Em đo ratio cho xem. Con này ratio 4.8. Đấy, ABS. Tay quay chảy xước này. Chóc sơn này. Đấy, tay quay kim loại quá nhé. Con này 200k. Mã số 9. Tiếp theo mã 10. Mã 10 này có con Olympic LX1500. Con này size thực 5000.
Bước 5 vào 180m này. Hoạt động êm mượt. Nó cũ đâu nhưng mà con này hoạt động cực mượt luôn. Cái cối thì hơi xỉn xỉn nhưng mà nó không bị rỗ các bác nhé. Đây chỉ bị xỉn chứ không không bị rỗ đâu. Hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn. Size 5.000. Đặt cước ok này, máy này xấu này. Đấy. Con này bác nào cầu lăng xê lấy con này là quá là ok luôn, máy êm mượt khỏe. Con này mã số 10, 280k, con này ratio 4.67 là 4.56. Ratio 4.56 size 5.000. Mã 10 280k. Mã 11 là một con Ryobi ML 3C. Con này đuôi chuột này. Ngô bin kêu rồi. Con này size được 5.000. Cước 0.35 vào 150m. Cước 0.35 là cước số 6 ấy. À cước số 5 ấy. Cước 0.40 là cước số 6 vào được 130m. Size 5.000. Hoạt động êm mượt. Nó két két này nó kêu vào cái tay quay các bác nhé. Về chỉ cần nhỏ một tí dầu vào cái tay quay này là nó hết kêu ngay. Đặt cước ok này. Lấy này. Con này ratio 4.5. Cốt cối đây. Con này mã 11 400k. Đây con này còn rất là đẹp các bác nhé. Con này cực đẹp cực luôn. Con này bác nào câu lăng xê con này quá là chất này. Con này đẹp tuyệt vời luôn đấy. Mã 11 400. Mã 12 là con đây có con Alex 6.000 hàng Malaysia ABS này. Cái bạc đạn của nó hình như nó có hơi cái tiếng xào rất là nhẹ thôi. Thực ra nó kêu thế chắc là lâu đời cũng không phải là xào. Cái này máy còn rất là chắc, cổ chắc cái im đét này. Alex 6.000 này có chảy xước này, xước này chảy này, nổ sơn. Con này ratio 4.8, nó ăn đo rồi con này ratio 4.8. Con này cối của nó không sâu lắm, cối gọi là cối lửng lửng, không phải là cối nông mà cũng không phải là cối sâu. Đấy, cái vành cối của nó đến đây thôi. Đấy, cái vành cối của nó chỉ đến đây. Nó cũng dạng như là cối cối nhỡ, không phải là cối nông. Nó cũng không phải là cối sâu. Cối rất to nhưng mà thông số cước thì cũng ít thôi. Cước 5 vào 190m, cước 6 vào 150m. Size 6.000 đi, Alex 6.000. Mã 12, 700k, bao ship. Malaysia. Tiếp theo là mã 13. Mã 13 có con Taiyo No 6. Con này size thực 10.000 này. Cước 8 vào 215m. Con này size thực 10.000.
ratio rồi ratio là 4.7 hoạt động êm mượt. Cái tay quay của nó hơi chóc một tí thôi. Con này là thân máy này mạ đi kèm các bác nhé, mạ sáng này, đấy bác này, mạ sáng choang luôn. Đặt cước ok, chiết khối cứng đét, hoạt động ngon lành, êm mượt. Size 10.000, mã 13, 700k bao ship. Mã 14, 14 đây có con Daiwa Sport No 1. Con này cước 8 vào 215m, cước 10 vào 175m, cước 12 vào 150m. Thì size nó cũng tầm 11-12.000. Nó bằng con này, cối của nó bằng con này, thông số cước bằng nhau. Thì con này nó cũng phải tầm khoảng 12.000 nhé. Con lô 6 này size nó cũng phải tầm 12.000. Cước 12 vào 150m này, size 12.000. Hoạt động êm mượt. Rất là mượt luôn. Con này chạy hai bạc đạn. Đây, ratio 4.7. Cái cối của nó mặt trong nó có một cái chỗ bị oxy hóa đây các bác nhé. Này. Mặt trong này chứ không phải mặt ngoài đâu, mặt da dây này thì cực kỳ là láng luôn này. Đấy, mặt da dây cực đẹp, sáng. Máy mạ Niken nhé, thân máy mạ Niken nhé. Sáng. Con này mã 14, 700k. Tiếp theo là mã 15. Mã 15 ở đây là con Daiwa Sprinter ST4. Máy thân dài rất là đẹp luôn này, con máy này đẹp. Con máy này em cũng mạ rồi các bác nhé, mạ rồi. Đấy, cối sáng choang, cối sáng choang luôn. Con này cước 8 vào 240m này, cước 10 vào 190m, con này size thực 12.000. Hoạt động êm mượt. Bobin kêu to to. Con này hàng nội địa Nhật này, nó không đóng mấy tin Japan đấy, chạy hai bạc đạn. Đó, con này rất đẹp luôn, cối sáng choang luôn, thân máy mạ sáng choang. Cối này là vẫn zin của nó nhưng em không làm lại cối quá nhé. Hoạt động êm mượt. Này ra tiêu 4.7. Mã 16, 800k, 800 bao ship. Ra con này 800 bao ship là quá là rẻ luôn. Nếu mà nó sắp lên Facebook, nếu mà con máy nếu mà để mạ như thế này không có ông nào không bán 800 bao ship luôn. Đấy, có con này mãi mãi bán mãi chả cụ nào mua đây, nhưng mà em không hạ được giá nữa bởi vì hạ xuống nữa là em bị lộ. Con này Shimano Amberjack size 18.000, cước 18 vào cước 18
vào được 150 m, cước 20 vào được 125 m. Con này tải cá 50 lb, 50 lb tương đương tầm 25-26 kg. Con này máy to nhưng mà ra tiêu lại rất nhanh. Con này ra tiêu 4.8. Thường thường những con máy to là nó ra tiêu nó thường thấp, chỉ tầm độ 3.2, 3.8 là cùng. Nhưng con này ra tiêu 4.8 rồi, thu dây cực nhanh. Máy dài hơn một gang tay luôn. Con này hai chế độ xả, nó có thể xả bobin ở đuôi chuột này. Tôi siết chặt đuôi chuột vào, nới trên cối ra vẫn xả được này. Cốt trợ lực, cốt trợ lực đặc trưng của dòng Shimano, hai chế độ xả, vừa xả cối vừa xả bobin được đuôi chuột được, có xả nhanh này. Đấy. Bác gạt lên này là khóa cối nhé, siết chặt vào là khóa cối này. Đấy. Xả đuôi chuột ra cũng không vặn được. Đấy. Đó, thở ra vặn ok. Cái này là cái xả nhanh ấy. Máy đẹp. Này mã 15 1,3 triệu. 1,3 triệu là em bao ship đúng không nhé? Chắc không có cụ nào cụ bán con máy này 1,3 triệu, thật nói thật luôn. Tiếp theo là mã 17. À, con này là con mã 15. Này là con mã 15. Còn con ST4 này. Con ST4 này là con mã 16 các bác nhé. Con ST4 này là mã 16 à. Đấy, ST4 các bác để ý lại hộ em nhé. Để, hình như lúc nãy em lên nhầm. Con ST4 này là mã 16. Còn con Amber Jack này là mã 15 này. Rồi cuối cùng là con mã 17. Mã 17 em có con Olympic Let Go V500. Con này chạy hai bậc đạp. Máy còn tương đối là đẹp. Chạy trước ít thôi. Cái con này cái chân đằng sau của nó bị mẻ một tí quá nhá, em đã mài đi rồi. Đấy. Nó chỉ ngắn đi mất tầm khoảng độ hơn 2 ly một tí thôi. Chỉ mài đi tầm hơn 2 ly, bởi vì nó có một cái miếng mẻ nhỏ nhỏ chỗ này thì em mài đi cho nó tròn đi thôi. Rồi các bác gắn pad cho nó dễ chứ nó không ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Đây. Vẫn còn rất là dài. Thì ngắn nó chỉ gãy một tí tẹo teo thôi. Con này size thực 10.000 này. Cước 10 vào 150 m, ratio 4.7, nặng 540 g. Chạy hai bạc đạn. Hoạt động êm mượt. Đấy, con này cực mượt luôn. Máy còn khá đẹp nhé, Olympic Let Go V 500 size 10.000. Đầu mô bin đẹp này, cối đẹp. Con này mã 17 570k. Giá này là em bao ship đúng không anh nhé? Các bác chỗ nào các bác chốt con nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285, rồi thì kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Các bác đăng ký kênh ủng hộ kênh em để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Em chào toàn thể các bác.